trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh lùng, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh lùng, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi...
nhà 81 xe 8 Quỳnh Văn Nghệ, phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thiên lễ nhập quan hồi hướng công đức kỳ nguyện cầu siêu quân linh Nguyễn Xuân Hùng Thọ Tám Quy Giới Pháp Danh Minh Dũng Quân Xanh 1963 Hưởng Dương Trần Thế 57 tuổi từ trần vào lúc 1 giờ 15 ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Nguyện hướng linh trường thừa tâm bảo được uy chí đạo tràng thịnh pháp văn kinh siêu sanh tịnh độ. Nhất thành thượng đạt vạn tội băng tiêu. Nguyện hương linh Nguyễn Xuân Hùng Thọ Tám Quy Giới Pháp Danh Minh Dũng Hưởng Dương Ngũ Thập Thất Tới Đất Độ Cao Siêu Cầu Gia Quyến Bình An Lợi Lạc Thư Thiện Hồi Hướng Cầu An Đan Gia Hiếu Nguyễn Anh Nguyễn Xuân Nộ Nguyễn Xuân Nở Em Nguyễn Anh Bình Chị Nguyễn Thị Thúy Vân Chị Nguyễn Thị Vàng Hương Cháu trai Nguyễn Xuân Cường Trao Cháu Nguyễn Hữu Anh Vũ Cháu Nguyễn Hữu Thiên Vũ Cháu gái Từ Hương Ly Cháu gái Nguyễn Mai Thi Cháu trai Nguyễn Anh Đức Nguyện chư Phật thùy từ gia hộ đáng gia hiểu quyến thân xu hương thơi mạng vì bình an tư thời vô tiệm tiểu chi tay ba vi thụ trùng la chi thanh gia đình hưng thạnh tự tôn an lành sợ nguyện tùy tâm sợ cầu như dương định hương vợ huệ hương giải thoát nhân đại biến quan giới cung dường thầm phương tâm bảo tiền nam mô cung dường bồ tát nam mô cung dường bồ tát nam mô cung dường bồ tát Thank you.
Thank you.
Yeah.
Phật lực bất nghị từ bi thủy từ chứng minh công đức hiện đèn đệ tử dung đầm cầm tam gia hiêu uyên cũng đối an thiền thành tâm hung tùng kinh chú cầm điện thoại hội hướng công đức trì nguyện nhị đà giáo chủ địa tạng từ tôn không quan thiết nhận
đã đến và người sẽ về bên kia núi. Từng câu nói là từng cánh buồm dòng cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời. Dưới ngọn đèn một bóng chim cua, giữa đường đi một người đứng gọi, có biết gì về ngày chưa tới. Những ngày ngồi dù tóc âm u, nghe tiền thân về chào tiếng lạ, những mai hồng ngồi nhớ thiên thu. Thank you.
mà chồng cô Thắm á, đi đám ma xong rồi trời vẫn thấy đang ngồi và thở không ra hơi luôn, chúng mệt mỏi.
từ tao rồi mày cho. Từ tao rồi. Thank you.
gió. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây, tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ ta vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây, tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn khi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây, tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì quan kinh
tháng bảy năm kỳ hợi thiên tử năm trung la tóc tóc mi đồ triệu chân tình bất kỳ hành để nhị bái tiên diệu trần thế giới mới là bó liên đại diệu chứng thế tôn tiện như lai tháng thổ. Thank you.
Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em và bạn bè thân hữu gần xa, trong thời gian qua, em trai tôi là Nguyễn Xuân Hùng, sinh 1963, đã lâm bệnh nặng. Em tôi đã được anh chị em trong nhà hết sức chăm sóc và các bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Nhưng căn bệnh quái ác này đã cướp đi phần sống quãng đời còn lại của em tôi. Trong giờ phút thương thiêng liêng này, âm dương chuẩn bị chia ly, cũng là mệnh trời đã định, gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác cùng bạn bè trong thời gian diễn ra lễ tang không tránh khỏi sơ suất, mong quý khách niệm tình tha thứ. A Di Đà Phật. Mời anh kia vào đây. Trên viết quý tử viết quy nhân tử non ngươi từ đời diệt tất tụ ly tất tán tự tán ngươi mạng tà hồ thiên tây phương tiếp mơ thấy con keo rồi ăn đem nó chảnh đốt luôn ăn keo luôn. Rồi cắt đi nè, anh em tập trung vô làm nghe không, hợp nặng nhau nè, bỏ ngựa nhau cũng biết nghe nè.
mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có lạ. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Hướng đi thương chẳng thấy. Ok, con chọn
kỳ nhớ như tất hoạt thập tứ những kiếp thần còn tung lại mối thân bắt văn cưng chiếu rất tình đo kỳ thành thượng trong thời gian qua, chúng ta tôi đồng ý sơ đồ
1963 ở Lâm Bình. Hôm nay tôi đã được anh chị em trong gia đình hết sức chăm sóc và các bác sĩ tận tình cứu chữa những căn bệnh quá hiểm nghèo này đã bước đi phần đường còn lại của anh tôi trong giờ phút thiêng liêng này. Âm dương cùng biệt gia đình chúng tôi rất cảm tạ đối với cô chú các bác các chị đã dành chút thời gian quý báu để đưa những cụ anh tôi về lê an bình cuối cùng đến tham gia hỗ trợ cuối cùng dù chi sơ sót. Xin anh chị các bác bạn bè nước ngoài quý hiếu vô cùng bỏ qua cho gia đình, xin cảm tạ. Now
xóa bỏ không hay. Hạt bụi nào mặt trời soi một kiếp dòng trời.